Chào các bạn đã quay lại với kênh Lọ Mọ. Trên tay tôi là cái bộ đàm của Xiaomi. Đây là bộ đàm của Xiaomi, trông rất đẹp, hoàn thiện rất là tốt. Giá cũng rất là rẻ, khoảng 7 đến 800 gì đó, tùy từng nơi bán. Nhìn rất là đẹp. Thế nhưng là có một cái bất tiện là nó chỉ dùng ngôn ngữ Trung Quốc. Đây các bạn để ý toàn tiếng Tàu, dùng rất là khó, nhiều khi là toàn phải mò mẫm. Đây là một cái điểm hạn chế của nó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là cài đặt ngôn ngữ tiếng Anh cho cái bộ đàm này. Đây, ví dụ như là cái con màu trắng này mình đã cài đặt sang tiếng Anh đấy, bây giờ tất cả menu của nó đã chuyển sang tiếng Anh rồi, thì không như con màu đen này vẫn là tiếng Tàu. Đấy. Nhiều người mua cái này nhưng mà tiếng Tàu nó sử dụng rất là khó chịu, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà để chuyển ngôn ngữ sang tiếng Anh. Ok. Thì bước đầu tiên mình sẽ phải cài một cái app để quản quản lý cái bộ đàm này. Đấy. Thì đối với cả iOS thì mình đã vào App Store nhưng mà không có cái app đấy. Thì mình phải làm cách như sau, các bạn làm cách như sau. Mình back ra đây. Đây là ở màn hình chính của cái bộ đàm này, thì các bạn bấm nút bên trái này, cũng là nút menu ấy. Đấy. Và chuyển xuống cái cuối cùng. Đấy, cuối cùng nó có hình cái nó có chữ app đằng sau này. Đấy, các bạn chọn ok ở bên trái đấy, nó sẽ cho chúng ta một cái QR code. Khi đó bây giờ chúng ta chỉ cần quét cái QR code này, nó sẽ link đến cái app mình cần cài. Thì mình sẽ cài QR code trên cái điện thoại này, mình bật cái điện thoại chế độ quay phim này. Đây thì mình vào cái Zalo. Các bạn có thể cài cái ứng dụng cái quét QR code được, nhưng mà đây mình không cài thì mình sử dụng luôn cái app Zalo, nó có sẵn cái chức năng quét QR code và phần cái và ba cái dấu chấm này, và chọn cái QR code này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ giữ cái QR code đó vào để cho cái app này nó quét. Không quét được. Đấy, được rồi đấy. Đồng ý. Thì nó sẽ tự động link lên cái App Store. Thực ra trên App Store nó có, nhưng mà nó toàn tiếng Tàu. Bây giờ mình sẽ ghét cài đặt nó về thôi. Confirm. Các bạn đợi một lúc là nó sẽ cài đặt về. Một cái lưu ý là khi chúng ta cài cái app này thì cái ngôn ngữ của cái điện thoại này chúng ta phải để bằng tiếng Anh nhé. Nếu mà để bằng tiếng Việt thì nó sẽ không áp được cái ngôn ngữ sang cái bộ đàm đâu, bắt buộc phải để bằng tiếng Anh. Ok, đây là cái app mình đã cài xong rồi, và mình mở cái app lên. Chọn Allow đi, Notify, Allow. Ok. À,
ở đây nó sẽ bắt đăng nhập của tài khoản ID của Xiaomi thì mình login, nó sẽ link sang cái app Mi Home của cái Xiaomi, của hãng Xiaomi này. Trên điện thoại mình có sẵn cái app đó rồi. Uruguay ở lao rồi. Mình login cái app đó, login vào cái tài khoản đó mình đã tạo sẵn rồi. Các bạn có thể tự tạo cái tài khoản này free rồi. Mình sẽ che đi để mình gõ bác. Đó, mình đã login vào. Bấm save. Rồi, như vậy đã login thành công. Thì giờ mình sẽ kết nối đến cái bộ đàm của mình. Thì ở đây có hai cái bộ đàm đang bật. Nhưng mà không biết là cái nó đã tìm ra cái bộ đàm này nhưng mà không biết là của cái nào, thì mình các bạn có thể vào trong này để xem là cái ID của bộ đàm là gì này. Các bạn chọn ở bên nút bên trái menu và chọn xuống gần cuối cùng có cái dấu tròn tròn này. Đó, chọn đúng, chọn và bấm xuống cuối cùng. Đây, này là about để xem cái thông tin của cái máy, version của máy. Đây, các bạn để ý này, có mấy số cuối là 2D84 này. Đây, con này nó tìm ra 2D84 thì các bạn chọn nó để kết nối. Đó, thì cái Xiaomi đã nhận được cái kết nối từ iPhone này. Các bạn bấm nút bên trái để confirm. Ok, đấy, nó đã kết nối thành công. Và các bạn tích vào đây, sau đó anh tiếp. Ok, như thế thành công. Các bạn allow đi, đây là nó sử dụng, nó truy cập vào cái location của bạn cho phép. Đó, như vậy là đã kết nối thành công. Đây là các cái hướng dẫn của nó để sử dụng cái app này. Các bạn ok là bỏ qua đi, đọc xong. Và đây các bạn để ý này, nó có yêu cầu để update cái firmware đó, thì các bạn click vào update đấy, và đợi nó sẽ đẩy một cái firmware mới xuống vào cho cái bộ đàm. Trên bộ đàm các bạn thấy là nó cũng đang nhận được cái firmware từ cái app điện thoại đẩy sang. Các bạn đợi lúc nó không không lâu lắm đâu. Đó, và bộ đàm nó đang cài đặt cái update cái firmware mới. Đó, update thành công rồi. Các bạn thấy rằng giao diện nó chuyển sang tiếng Anh rồi. Không có tàu khựa nữa. Đây, ok, đã xong. Đó. Các bạn xem này. Đấy, chuyển sang tiếng Anh hết rồi. FM radio này. Fettonen này. Đó, chuyển hết sang tiếng Anh rồi. Bây giờ các bạn có thể thuận tiện trong việc sử dụng. Bên này là chọn kênh. Nút bên này là chọn kênh này. Các bạn có thể set up các cái kênh của các bộ đàm nó trùng kênh với nhau thì có thể liên lạc với nhau. Đây mình lấy ví dụ. Bên này đang là kênh 20 này, channel 20. Ở bên này mình cũng chọn channel 20 thì hai cái bộ đàm này nó sẽ cùng với cả cùng sóng với nhau. Mà mình thử nhé. Alo alo. Alo. Nó gần nhau nên nó rú. Ok rồi đó các bạn. Như vậy là mình đã hướng dẫn cách chuyển ngôn ngữ từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Anh cho cái bộ đàm Xiaomi. Cũng rất đơn giản thôi đúng không các bạn?
Thì các bạn thấy video này hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình để được xem những video tiếp theo nhé. Ở cái bộ đàm này thì nó có một điểm hạn chế, đó là cái khoảng cách bắt sóng của nó không được xa lắm. Đâu đó chỉ một cây đổ lại thôi. Một cây 1 km đổ lại thôi. Nhưng mà bù lại thì nó trông nó rất đẹp. Ok các bạn, video của mình hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào.